Lúc đấy giá mà có chai xịt quả trong tay ấy, là cơm ấy, sẽ nguyện là xịt hết lên mặt luôn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Cơm, tớ là Cơm đây. Và ngày hôm nay thì Cơm rất là vui kệ được ngồi đây và cùng trò chuyện với mọi người. Không biết là cho mọi người như thế nào, nhưng Hà Nội hôm nay ấy, là một ngày nắng mọi người ạ. Tuy nhiên thì dù có nắng hay mưa ấy, thì chúng ta cũng nên ở nhà để bảo vệ an toàn chúng ta trước tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp. Và một cách mà Cơm nghĩ rằng ấy, mọi người có thể hoàn toàn giải trí khi ở nhà, đó là cùng trò chuyện với Cơm trong video này. Và trước khi cùng nói chuyện với nhau thì đừng quên ấn like, share và subscribe cho Hello Cơm nha mọi người. Như đề của video thì các bạn cũng biết rằng trong cái video này thì Cơm sẽ review những cái sản phẩm gọi là siêu hot, siêu kiểu như là bán chạy của nhà The Ordinary. Và những cái sản phẩm này cũng đã được khá nhiều các beauty blogger review rồi. Tuy nhiên ý, thì Cơm nghĩ rằng cái trải nghiệm của mỗi người sẽ là khác nhau. Và các bạn cũng đừng bỏ lỡ video của Cơm nha. Biết đâu là các bạn cũng sẽ có nhiều cách nhìn hơn về sản phẩm. Và những cái sản phẩm này nó có thực sự là tốt như những lời quảng cáo, như những lời feedback, như những lời review trước kia không, thì các bạn cũng nhớ xem hết cái video này để có câu trả lời nha. Cái sản phẩm đầu tiên cũng là cái sản phẩm bự nhất trong cái video này luôn ý, đó chính là em The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Hiện đây thì Công chia sẻ luôn là có một cái điểm mà Công rất thích ở các cái sản phẩm của nhà The Ordinary, đó chính là cái hãng này là một trong những cái hãng mà tiên phong trong cái việc đặt tên sản phẩm bằng cách là lấy tên những cái thành phần chính quan trọng có trong sản phẩm ấy kết hợp với nồng độ. Và chính cái điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tìm mua được những cái sản phẩm có thể hỗ trợ này, hay là có thể khắc phục cái tình trạng trên làn da của chúng ta. Sau đây thì chúng ta sẽ quay lại với em toner này nha mọi người. Về thiết kế thì có lẽ là Công không có quá nhiều điều để nói. Những cái sản phẩm của nhà The Ordinary nhìn chung có một cái thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên có một cái điểm mà Công thấy khá là ưng ý, đó là hãng ấy không chỉ trang bị cho chúng ta cái đầu nắp tròn tròn như thế này giúp bảo quản sản phẩm bên trong được tốt hơn, mà còn ấy tặng kèm theo một cái đầu nắp nhọn nhọn ấy. Thứ này này mọi người, để Công làm cho mọi người xem nha. Đó, để giúp dễ dàng trong việc lấy sản phẩm hơn. Tuy nhiên ý, thì Công ấy khá là hậu đậu, khá là hay quên, nên nhiều khi là Công cũng không biết là vứt cái nắp này ở đâu luôn mọi người ạ. Cái em toner này thì có một cái chất toner màu vàng khá là lỏng và thấm khá là nhanh trên da. Và mặc dù là một loại toner có thể dùng hàng ngày, tuy nhiên ý, thì cái nồng độ AA có trong sản phẩm này, và cụ thể ở đây là glycolic acid ý, thì nó lên đến 7% nha mọi người. Hãng đã bổ sung khá là nhiều những cái chiết xuất đến từ thiên nhiên, ví dụ như hoa hồng này, hoa thanh cúc này, rồi lô hội. Tuy nhiên thì khi mà apply cái sản phẩm lên da thì Cơm vẫn cảm thấy là cảm giác châm chích ấy nó rất là rõ rệt luôn nha mọi người. Và mặc dù là Cơm cũng khá là thường xuyên sử dụng sản phẩm này, tuy nhiên ấy thì cảm giác châm chích đó ấy, nó vẫn tồn tại y nguyên sau mỗi lần sử dụng nha. Đây là đối với một cái sản phẩm mà có cái nồng độ axit cao như thế này thì Cơm vẫn khuyên mọi người là nên sử dụng cách này là ok nhất. Theo một số thông tin mà Cơm tìm hiểu được thì AHA ấy, ngoài công dụng là tẩy tế bào chết, thì ở những cái nồng độ cao như từ 5-10% như thế này ấy, thì nó có khả năng là kiểu như là loại bỏ paleonality này, làm da sáng mịn hơn nha mọi người. Và đối với Cơm ấy, sau khoảng tầm 3 đến 4 tuần sử dụng thì Cơm thấy rằng là cái sản phẩm này nó có hoạt động trên làn da của Cơm nha. Đầu tiên ấy, là cảm giác châm chích khi mà sử dụng sản phẩm trên da như các bạn ở trên. Và cái thứ hai nữa là cái sản phẩm này ấy, nó đẩy mụn nhẹ ở cái vùng cằm của Cơm. Tuy nhiên về khả năng làm trắng sáng làn da cũng như là giảm paleonality thì Cơm thấy chưa rõ ràng nha mọi người. Cơm nghĩ rằng là thì sản phẩm này nó sẽ phù hợp gần như với mọi loại da. Tuy nhiên nó sẽ phù hợp hơn với những cái bạn nào đã quen việc sử dụng với các sản phẩm có chứa nồng độ axit cao rồi. Còn đối với bạn nào mới tập tành skincare này, chưa làm quen với các sản phẩm có chứa axit này, cũng như là da nhạy cảm, hoặc là đang trong quá trình điều trị mụn ấy, kiểu bị tổn thương ấy, thì tốt nhất là không nên sử dụng sản phẩm này nha. Sản phẩm thứ hai cũng là cái sản phẩm siêu hot trong cái video này luôn, đó chính là em The Ordinary Niacinamide 10% cộng Ginseng 1% nha mọi người. Cái sản phẩm này thì là 10 người dùng thì 9 người khen, và đặc biệt là những bạn da dầu mụn ấy thì không ai là không biết đến cái sản phẩm này. Và với Cơm thì đây là chai đầu tiên mà Cơm sử dụng, nên là sau đây thì Cơm sẽ chia sẻ những cái quan điểm của mình, những cảm nhận của mình xoay quanh sản phẩm này nha. Thì như cái tên gọi của sản phẩm thì em này có một cái bảng thành phần ấy nhìn chung là khá đơn giản, và nổi bật là hai chất là niacinamide và ginseng. Và như các bạn đã biết thì niacinamide là một thành phần vàng trong mỹ phẩm với rất là nhiều công dụng khác nhau tốt cho làn da của chúng ta, ví dụ như là ở chống lão hóa này, duy trì độ ẩm cho làn da của chúng ta này, tăng cường khả năng miễn dịch cho da này, rồi kiểm soát mụn trứng cá này, vân vân và mây mây. Và đặc biệt hơn nữa là niacinamide là một thành phần khá là an toàn và lành tính làn da của chúng ta. Tuy nhiên thì nó chỉ thực sự an toàn khi ở nồng độ từ 2-4% mà thôi. Còn đối với những cái sản phẩm mà có chứa nồng độ niacinamide cao như thế này thì các bạn nên là test trước ở một vùng da nhỏ trước khi bôi ra cả mặt nha. Tuy nhiên liều thì ăn nhiều, niacinamide ở những nồng độ cao như cái sản phẩm này ấy, thì nó còn có khả năng là kiểm soát dầu thừa cũng như là thu nhỏ lỗ chân lông nha mọi người. Còn đối với ginseng có trong sản phẩm này thì nó có khả năng là kháng khuẩn này, kháng viêm này, cũng như là ngăn ngừa quá trình hình thành mụn nha. Em này thì có một cái chất serum trong suốt và có cái mùi hương lên men, tuy nhiên thì không quá rõ ràng đâu mọi người ạ. Và đối với cái sản phẩm này thì cơ
tôi nghĩ rằng là mọi người không nên apply ở một cái nền da ướt nha mọi người. Có nghĩa là nếu mà chúng ta sử dụng xong bớt toner ấy, thì chúng ta nên để toner của chúng ta khô hơn một chút xíu rồi hãng apply sản phẩm lên. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta sử dụng xong bớt rửa mặt luôn thì chúng ta cũng nên lấy khăn này hay bông tẩy trang lau khô mặt của chúng ta đi thì hãng apply cái sản phẩm này lên. Thì như vậy thì cái sản phẩm này nó sẽ không tạo ra quá nhiều vệt trắng. Và đối với cái sản phẩm này thì cơm thấy rằng cũng có khá nhiều bạn ấy gặp cái hiện tượng bón cục nữa. Tuy nhiên thì cơm cũng chưa giờ gặp hiện tượng này cả. Và sau khi apply cái sản phẩm trên da thì chúng ta có thể nhận thấy rõ rệt nhất đó là cái sản phẩm này nó khả năng kiềm dầu rất là hiệu quả luôn. Da của cơm khô luôn mọi người. Và có hôm là cơm chỉ apply sản phẩm này thôi, bỏ qua một kem dưỡng ấy, thì cơm thấy rằng ấy, da của cơm ấy khô dã man con ngan luôn, khô đến mức không thể chịu nổi luôn mọi người. Lúc đấy giá mà có chai xịt quả trong tay ấy, là cơm ấy sẽ nguyện là xịt hết lên mặt luôn mọi người. Tuy nhiên thì về những ngày mà cơm sử dụng phẩm này kết hợp với kem dưỡng thì cơm thấy rằng cái lượng dầu ấy mà cơm tiết ra ấy, sau một đêm ấy, thì nó sẽ tương đương hoặc là còn nhiều hơn ấy với những cái ngày mà cơm chỉ sử dụng kem dưỡng thôi nha mọi người. Nên đối với cái sản phẩm này thì cơm nghĩ rằng cái hiệu quả kiềm dầu của em nó chỉ là tức thì cái thời điểm đó thôi, hoặc là nó sẽ không kéo dài. Tuy nhiên với bạn nào mà muốn kiềm dầu hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng phẩm này khoảng tầm 2 lần một ngày và kết hợp và dưỡng ẩm đầy đủ nha mọi người. Một điểm mà cơm thấy rõ rệt nhất là sản phẩm này đó là khả năng trị thâm của sản phẩm. Cái hồi mà cơm sử dụng cái toner Aha kia thì cơm có bị đầy mụn ở vùng cằm này, và sau khi sử dụng sản phẩm này thì cơm thấy rằng là nốt mụn hết nhanh hơn này và các vết thâm nó cũng bay nhanh hơn mọi người ạ. Bây giờ thì nhìn gần như là không có gì nữa và chỉ trừ có mỗi cái vết áp xe này vẫn còn thâm nha mọi người. Và trước đây thì cơm có từng sử dụng một cái sản phẩm niacinamide với độ 5% của nhà Lucentpay rồi, thì cơm thực sự là thấy cái sản phẩm niacinamide của nhà The Ordinary này 10% ấy nó có hiệu quả hơn hẳn so với cái sản phẩm kia. Cơm nghĩ rằng cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp nhiều hơn đối với bạn da thiên dầu mụn, không khuyến khích bạn da khô. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này nó sẽ chỉ có công dụng trong việc kiềm dầu này, trị thâm này, tăng cường hàng rào bảo vệ da cũng như là thu nhỏ lớp chân lông mà thôi. Còn đối với khả năng trị mụn ấy thì chỉ có áp dụng với những cái làn da bị mụn nhẹ thôi. Còn đối với những cái làn da bị mụn nặng, mụn viêm mọc nhiều ấy thì cơm nghĩ rằng là chúng ta nên tìm đến những cái sản phẩm chuyên biệt hơn. Cái sản phẩm cuối cùng mà cơm review trong cái video này đó chính là em The Ordinary Natural Moisturizing Factor cộng HA, và đây là một cái sản phẩm kem dưỡng ẩm của nhà The Ordinary mọi người. Về bản thành phần của sản phẩm này thì cơm thấy rằng ấy cái em này nó cũng giống như bao nhiêu những em kem dưỡng thông thường khác thôi. Bên trong bản thành phần của sản phẩm này nó có chứa glycerin, các cái thành phần có đuôi HA vân vân mây mây. Một cái điểm mà cơm cực kỳ không thích ở cái sản phẩm này là cái chất kem của sản phẩm này nha mọi người. Em này có một chất kem màu trắng và nó kiểu bột kiểu mây mây ấy. Nói chung là khá là khó kiểu diễn tả luôn, mô tả luôn. Cái chất kem này thì nó cực kỳ là khó tán trên da, kiểu như đất muốn thấm vào da luôn mọi người. Tuy nhiên thì cái lớp finish của sản phẩm này nó khá là đẹp, nó tạo cho da một cảm giác được che phủ nhẹ nhàng cũng như là bóng nhẹ mọi người ạ, giống như Hàn Quốc ấy. Về khả năng cấp ẩm thì cơm thấy là cái sản phẩm này nó chỉ ở mức độ vừa phải mà thôi, nó sẽ phù hợp nhiều hơn đối với những bạn da thiên dầu, còn những bạn da thiên khô thì cơm nghĩ rằng nó chưa đủ đô đâu mọi người ạ. Vậy là cơm đã review xong những cái sản phẩm siêu hot của nhà The Ordinary rồi. Cơm nghĩ rằng mặc dù là một hãng có những khá là nhiều tranh cãi xung quanh những cái sản phẩm của mình, tuy nhiên thì không thể phủ nhận rằng những cái sản phẩm của nhà The Ordinary ấy nó khá là hiệu quả cũng như là giá thành rất là bình dân nha mọi người. Các bạn thì sao, đã bạn nào sử dụng sản phẩm này chưa, hoặc là các bạn yêu thích cái sản phẩm nào của nhà The Ordinary thì cũng đừng quên comment xuống bên dưới cho cơm biết nha. Và còn bây giờ thì cơm xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Đừng quên like video và subscribe cho Hello Cơm đó. Bye bye cả nhà.